Xin chào quý khách hàng thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu đèn trang trí phòng karaoke. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn Beam Tinger Pro 2-in-1. Đây là một mẫu đèn phù hợp cho những không gian từ 30 cho đến 80 mét vuông. Dòng đèn 2-in-1 này nó sẽ kết hợp giữa led quét tia và led chớp cảm ứng nhạc 7 màu. Nó sẽ tạo ra một cái không gian rất là ảo. Đèn này còn phù hợp để cho mọi người mua trang trí cho phòng bay hoặc là trang trí cho những cái sân khấu ca nhạc sôi động. Khi mọi người có một cái phòng karaoke kinh doanh hoặc là một cái phòng bay tại nhà, mọi người nên đầu tư mẫu đèn này. Giá thành của nó hợp túi tiền để cho mọi người mua có thể kinh doanh hoặc vui chơi tại nhà. Đèn này trang trí cho phòng khách gia đình cũng rất là đẹp. Mình đang quay giới thiệu mẫu đèn này thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Cái dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.